Đứa trẻ này mới 14 tháng tuổi và đã có 8 tháng phải đi trẻ. Sau thời gian nghỉ hậu sản, người mẹ làm công nhân phải trở lại với công việc. Quanh khu vực ở trọ lại không có trường mầm non nào tiếp nhận trẻ dưới 18 tháng, nên bố mẹ đành chấp nhận gửi con ở một điểm trông giữ trẻ tự phát. Cháu được 14 tháng rưỡi, đi trẻ hồi 6 tháng, tôi gửi tư, hai ông bà trông năm bé. Sao mình không chọn trường cho cháu mà lại gửi tư như thế? Tại lúc gửi cháu mơ 6 tháng người ta không có nhận. Đây cũng là hoàn cảnh chung của rất nhiều công nhân ở khu vực phường Long Bình, thành phố Biên Hòa. Người phụ nữ này quê ở Hà Tĩnh và Đồng Nai làm công nhân đã gần chục năm nay. Lập gia đình, sinh lần lượt hai đứa nhỏ. Thằng lớn đã 4 tuổi, thằng nhỏ mới 14 tháng. Không thể ở nhà trông con, gửi con đi trẻ, nhiều năm qua, nỗi lo lớn nhất của người mẹ này vẫn là an toàn cho trẻ khi ở trường. Bé này gửi về quê một thời gian. Gửi 6 tháng. Sau đấy thì sau cái thời gian 6 tháng là thế nào? Rồi đón vào cho đi trường. Đi có được gửi vào trường công lập không ạ? Không, trường dân lập. Tại sao mình không tìm được cái trường công lập? Tại vì ở khu này không có. Gửi tư xong gửi trường cho đi học. Lo sợ con mình đi học biếng ăn á, người ta đánh đập. Phường Long Bình, nơi chị Liên sinh sống, hiện có trên 5.000 trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non, mẫu giáo. Song hiện nay, trong 4 khu công nghiệp cũng như trên địa bàn phường Long Bình, chưa có được một trường mầm non công lập. 2 trường mầm non và 80 nhóm trẻ tư thục hiện có của phường không đủ để đáp ứng hết nhu cầu gửi trẻ của người dân ở đây, nên nơi đây còn mọc lên hàng trăm nhóm trẻ gia đình tự phát. Quan quan thì thấy rất là nhiều đấy. Cái nhóm mà nó lớn khoảng chừng 30 em ấy, thì nó ít, nhưng mà cái nhóm khoảng chừng 5 người tới 10 người mà ta tự đứng ra ta trông coi ấy, những người đó thì thấy rất nhiều. Là do nhu cầu mà. Trên địa bàn của phường với số lượng như này thì một nhà trẻ công lập là cũng chưa đủ. Đấy, nhưng mà thực tế là hiện tại giờ chưa có. Đây là một cái mà phải nói rất khó mà địa phương cũng đã có văn bản báo cáo thành phố, các ngành chức năng, ví dụ phòng giáo dục để tạo điều kiện giúp địa phương. Nhưng mà cũng chưa có cái bước, có một cái bước nào để mà nó tháo gỡ vấn đề này. Rà soát số trẻ trong độ tuổi mầm non của địa phương hàng năm tăng 30%, chủ yếu do tăng dân số cơ học. Trong khi đó, các khu công nghiệp, khu chế xuất và chính quyền địa phương vẫn còn dậm chân tại chỗ trong việc xây dựng trường mầm non cho trẻ. Và các bậc phụ huynh hàng ngày vẫn phải chấp nhận gửi con vào các điểm giữ trẻ tự phát, nhắm mắt làm ngơ trước những nguy cơ mất an toàn cho trẻ.